Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay shop Tín Đại Long lại setup cho cả box siêu cho cả nhà một con laptop HP 240G9i3 thế hệ 12 RAM 8GB ổ 512 SSD màn 14.0. Máy mới nhưng mà giá cũ, nguyên siêu luôn nhá, nguyên siêu bóc hộp luôn này. Cuộc sống dạo này đấy cứ được ăn chơi nhảy múa. Máy thì máy cũ, máy thì máy mới mà giá thì giá cũ. Ủa xa, sạc xịn này, HP 20 cả, xịn từ dây đổ ra nhá, xịn từ dây luôn. Xa ơi, chán chưa? HP này, máy mới mà giá cũ, rất bẻo. Ủa trời ơi. Bóc em nó ra xem có gì nào. Thơm thơm mùi mới. Ăn lẹo. HP 240G9 này. Năm sản xuất 2023 này. Thông số kỹ thuật i3 1215U, RAM 8GB ổ 512 SSD này. Phụ kiện này. Adapter 45W này. Dây nguồn này. Dây nguồn và sạc. Ngon nhỉ. Ăn lèo. Nha, bọc siêu. Coi bà. Vỏ nhôm à? Nhôm mà nhựa này. Sạc gì đây? Sạc tròn. Bên trái có cổng một chân Type-C này, bên phải có một cổng một cổng LAN, chân sạc, một chân HDMI, hai cổng USB, một jack nghe 3.0, bật nguồn. HP ok, con này thì nó quá là đẹp. Ngon quá luôn. Giá rẻ bèo. Vừa báo bật nguồn xong đã lên win rồi. Ok. Cấu hình đây. DXDIAG. Sản phẩm dưới 10 triệu. i3 thế hệ 12, RAM 8GB. Năm nay laptop thật là giá thật là rẻ. Dưới 10 triệu nha cả nhà nha. Đẹp không? Còn đây. HP chính hãng. Màu bạc. Dòng này thì chả thấy có một cái gì gọi là nhái cả. Chỉ có thể là HP. Wow. Tem này. Digital DWG. Đấy nhá, con này thì không có gì để giới thiệu. Laptop dùng để văn phòng, học tập, giải trí, dành cho giáo viên, học sinh này. Sinh viên thì bên sư phạm dùng ok. Cái toán thì dùng MISA cũng được. Ổ cứng 512 thì lưu trữ không phải suy nghĩ rồi. Ngoài ra còn gì đâu nhỉ? Học sinh, sinh viên, giáo viên, đủ cổng kết nối. Type-C, HDMI. Con này thì nặng khoảng hơn cân thôi, nhỏ gọn. Băng ta 4. Bây giờ thì thiết kế quá nhỏ gọn rồi. Còn ta 4 tí. Ok. Không có gì để bàn cả. Chỉ thua thằng mới có một tí thôi. Đấy nha. Tất cả mọi người có nhu cầu alo cho mình nha. Số lượng không có nhiều đâu. Hàng này chỉ có số lượng có hạn thôi. Giáo viên, học sinh, sinh viên ok hết. Năm nay nó là năm ưu đãi dành cho tất cả mọi người sử dụng máy mới. Ngon. Thân ái chào tạm biệt.